Hello mấy anh em nha. Thì hôm nay mình vừa săn được một cái con Robin EC17. Thì con này mình được mấy anh em chơi đua vỏ lãi ở miền Tây bán lại cho mình. Thì bây giờ mình sẽ khui nó ra nha. Mình thì mình mê mấy cái máy hai thì lắm. Mình mua con này về mình dọn lại ha. Mình sẽ dọn cho nó mới lại. Đây, các bạn xem nha. Thì con này thì mình thấy là tình trạng là còn cũng rất là ok. Nói chung là máy Nhật bãi mà, nên là nó rỉ sét hay là nó dính dầu nhớt là chuyện bình thường. Nhưng mà cái mình quan tâm á, là lốc đồ nè. Các bạn thấy không, nó còn rất là sáng nha. Cái này là mình vệ sinh lại là bao đẹp luôn. Ốc ép đồ còn mới tinh luôn nha các bạn. Đây, cái con EC17 của mình đó, thì nó là phiên bản có đời. Đây, nó có cái củ đời đây nè. Củ đời mình còn cái tem luôn nha các bạn. Cái tem còn rất là đẹp luôn. Đây, còn tem luôn. 175cc, 5.500 vòng trên phút nha. Con này thì là 8 mã, 8 PS thì nó tương đương với là 8 mã lực nha nha mọi người. Đây, con này là zin nguyên con luôn. Đây, bình xăng con của nó còn rất là mới luôn nha. Bình xăng con mới tinh luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Ốc đồ còn sáng giới hết các bạn ha. Thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, mình dọn cho nó mới lại. Dọn cho nó mới lại rồi mình chơi ha. Rồi ok. Rồi để bây giờ mình sẽ test nổ cho anh em coi nha. Thì mình tính nổ máy cho các bạn xem, nhưng mà nó chưa có cái bô. Chắc là mình phải làm cái bô rồi mình nổ cho các bạn nghe nha. Tại vì không có bô nó nổ dở lắm các bạn. Nổ nghe bạch rồi. Nó không có hay. Với lại lúc mà nổ thử á, nó nhảy dữ lắm. Chắc là để mình làm cái đới rồi mình bắt cái đới này vô cho nó đừng có nhảy nữa. Rồi mình quay lại cho các bạn xem nha. Quay mình test nổ máy rồi cho đàng hoàng. Giờ mình đi chế cái bô nha. Chế cái bô gắn ở đây nè. Mình đã hàn xong cái bô và lắp lên rồi nha các bạn. Mình cái bô này mình hàn tạm cho nó thôi. Bữa sau mình có thời gian mình sẽ làm cái bô đẹp hơn ha. Bô này thì hàn hơi xấu. Tại mình hàn tạm để nổ máy các bạn. Tại vì nổ mà không có bô quá nó nổ nghe kỳ lắm. Nó nổ nghe như súng bắn vậy, kêu tạch 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 mà rất là ồn ào mà nó không hay. Thì có cái bô vô nó nổ hay hơn. Thì mình
cũng mới lấy vòi nước sạch rửa vệ sinh nó nha các bạn. Con này nói chung mình thấy còn khá là ổn á. Đồ đạc đồ thì thấy còn ok, ốc cũng còn đẹp. Mình rửa thì mình rửa bớt cái bùn đất với lại dầu nhớt đồ ở trên máy á, khi mà người ta sử dụng á, nó dính đầy lên đó mình rửa sơ ra ha. Chứ mình cũng chưa có rửa kỹ nữa thì mình làm nhanh để mình nổ máy thử mà. Con này nói chung mình thấy cũng còn đẹp á các bạn. Ốc đồ thì cũng còn khá là lan can bảy màu. Bình xăng con cũng còn rất là đẹp ha. Đây, bình xăng con thì còn rất là đẹp. Vỏ máy thì mình thấy cũng không có mớp chỗ nào hết á. Nói chung nó chỉ bị cũ cái hình thức bên ngoài thôi. Còn cấn mớp hay là đầy xước gì mình thấy nó cũng còn ok. Nói chung là theo đồ cũ thì vậy là ok rồi các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ nổ máy thử ha các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn pha xăng nhớt để nổ máy 2 thì ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn nào mà chưa biết cách pha xăng nhớt máy 2 thì khi pha các bạn nhớ tuân thủ theo cái thông số mà trên động cơ họ để á. Ví dụ như họ để là 120, 125 hay là 130 á, thì cái điều đó có nghĩa là 25 lít xăng mình sẽ pha với 1 lít nhớt, hoặc là 30 lít xăng mình sẽ pha với 1 lít nhớt. Thì mình ví dụ đi, bây giờ mình pha theo tỷ lệ 125 đi. Thì khi mà trên động cơ các bạn không có để tỷ lệ pha nhớt á, thì các bạn cứ pha theo tỷ lệ 125 là chuẩn ha. Thì 125 á có nghĩa là 1 lít nhớt pha với 25 lít xăng. Thì bây giờ ở đây mình có 1 lít xăng thì làm sao để mình biết là pha với bao nhiêu nhớt? Thì mình cứ lấy 1000 ml. 1000 ml là bằng 1 lít đó các bạn. 1000 ml là 1 lít xăng á. Mình lấy 1000 mình chia cho cái thông số á. Ví dụ như 125 thì mình lấy 1000 mình chia cho 25 thì nó sẽ ra cái số ml nhớt nha các bạn. Rồi lấy 1000 mình chia 25 thì nó sẽ ra là 40 ml nhớt. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây mình có 1 lít xăng ha. Mình sẽ pha với 40 ml nhớt. Các bạn nhớ pha nhớt á, nhớt pha là nhớt 2 thì nha, đừng có pha lộn nhớt 4 thì nha các bạn. Các bạn ra tiệm á, các bạn nhớ nói người ta bán nhớt 2 thì sang pha nhớt nha. Rồi thì mình pha đây là 40 ml nha các bạn. Rồi thì khi pha vô xăng á, các bạn lắc nhẹ nhẹ cho nhớt nó đi đều nha. Như vậy là xong rồi các bạn chỉ cần đổ vô máy là nổ thôi. Rồi thì mình cũng đã đấu điện để vô để đời rồi, bây giờ mình nổ máy ha. Do là mình mới rửa nên nó cũng hơi khó nổ hết các bạn. Thì bình thường là mình đợi một cái là nó nổ liền à.
thì cái máy của mình á, thì cái bộ nồng hơi với lại kiểu cái bít tông với lại cái dàn hơi nó còn rất là ngon á, rất là tốt á, thì nó mới nổ garanti nhuyễn được như vậy nha các bạn. Nó nổ từng tiếng luôn á các bạn. Và garanti là mình để coi như là cái mức nhỏ nhất luôn rồi. Nó nổ nhuyễn, rất là nhuyễn luôn. Thì cái bộ hơi khi nó có nó phải còn rất là ngon nó mới nổ được nha các bạn. Cứ trái mà xước hay là nhiều quá là nó không nổ garanti được. Rồi bây giờ mình sẽ test tốc độ vòng tua của nó ha các bạn. Thì mình sẽ test nổ mát cái vòng tua không tải của nó xem được bao nhiêu ha. Thì ở trên cái nắp máy á, thì nhà sản xuất để là mát cái vòng tua của nó là 5.500 ở 8 mã lực ha. Và 5.500 vòng tua 1 phút là 5.500 vòng 1 phút. Thì mình nghĩ là cái tốc độ này nè là khi mà động cơ hoạt động có tải với lại cái máy bơm nước đó các bạn. Thì cái máy này nó là nằm ở trong cái con máy cứu hỏa ha. Thì khi nó hoạt động có tải với lại cái cục bơm của cứu hỏa thì bây giờ mình sẽ test không tải ha. Máy quay không tải và mát vòng tua nó xem nó lên được bao nhiêu ha các bạn. Rồi thì hiện tại máy nổ garanti ở cái vòng tua loanh quanh là 1.000 vòng một phút nha các bạn. Nó thì nó khoảng 900 dao động khoảng 980-990 ha, vòng trên 1 phút nha. Rồi thì sau vài lần test thì cái tốc độ không tải của nó là 12.230 vòng trên 1 phút ha các bạn. Cái tốc độ này khá là cao ha, thì mình không nghĩ là cái máy này nó lên được cái tốc độ này luôn á. Đây, 12.230 vòng trên 1 phút ha. Thì sau vài lần test mát của mình thì đây là cái con số mà cao nhất mà máy lưu lại được ha. Rồi
Rồi ok, thì clip test máy đến đây đã xong. Thì máy này là mình sưu tầm, mình để mình chơi chứ mình không có bán nha các bạn. Thì các bạn có cần thêm thông tin nào về máy thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới, thì mình sẽ làm thêm clip để đưa thêm thông tin về cái máy này ha. Các bạn nhớ like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn.